Hello các anh em, chỉ còn một vài ngày nữa thôi thì anh em mình sẽ chào tạm biệt năm 2021 và đi kèm với nó đó là lại thêm một vài thông tin, một số chai nước hoa đã bị ngưng sản xuất. Nói chung đấy là một cái điều mà chúng ta không hề cảm thấy là vui vẻ cho lắm. Thì trong video này mình sẽ list cho anh em 6 chai nước hoa mà bằng mọi cách, bằng mọi giá. Mình không biết là các anh em cố gắng như thế nào, nhưng nếu như chúng ta có thích một trong 6 chai nước hoa ở trong video này thì hãy cố gắng sở hữu, bởi vì mình nghĩ rằng cái khoảng thời gian nó còn tồn tại trên thị trường là còn không được nhiều nữa đâu. Hãy cố gắng đó. Và nên các bạn có lần đầu xem video này của mình thì mình rất hy vọng các bạn bấm like và subscribe để chúng ta có thể gặp lại nhau được nhiều hơn. Còn bây giờ anh em hãy ngồi thư giãn và xem video của mình nhá. Ok, lên đường. Trước khi để nói chủ đề chính của video thì mình cũng xin nói thêm, thật ra là có rất là nhiều thông tin của một số những sản phẩm cũng đã bị nói là đã bị ngưng sản xuất. Thế nhưng ở đây mình chỉ nói những cái chai nước hoa mà dựa trên những thông tin, ví dụ như là có email khẳng định là đấy đã bị ngưng sản xuất đó, hoặc là trên trang chủ hiện nay là đã báo là bán hết hoặc là không còn tồn tại ở trên cái catalog của hãng nữa đó. Thì mình sẽ chỉ list ra những chai nước hoa đang bị tình trạng như thế, chứ thực tế mà nói thì còn nhiều những chai nước hoa khác đang có tin đồn là bị ngưng sản xuất, nhưng dạng như kiểu 50-50, cho nên là mình không nói chỉ những cái chai nào mà có khoảng tầm từ 80-90% mình tin, mình cảm giác là mình tin đến ngưỡng đó thì mình sẽ nói với các anh em. Ok, chai nước hoa đầu tiên mà mình muốn nói đến đây đó là một sản phẩm của nhà Prada và nó có tên L'Homme Intense. Đây là một mùi hương có thể gọi là cực kỳ xuất sắc, với sự kết hợp của hoa diên vĩ, của gia thuộc và đậu tonka, rất rất thích hợp cho các anh em nào ưa thích một phong cách quý ông, lịch lãm, đàn ông. Nói chung là cái những cái gì mà chúng ta muốn ở một X-Man đích thực, một cái gì đấy nó rất là chất man, thì Prada L'Homme Intense cực kỳ là thích hợp cho các anh em. Rất là đáng tiếc là mình không hiểu tại sao, có thể là do cái business, cái doanh thu của chai nước hoa này nó không được tốt như Prada L'Homme, cho nên là hiện nay theo như YouTuber Jensen thì hôm trước anh ta có post lên là có một email đã khẳng định là chai nước hoa này hiện nay là đã ngừng sản xuất đó. Thì mình cảm thấy rất rất là đáng tiếc nếu như chai nước hoa này 100% là bị bay màu, thì thực sự là ví dụ những anh em nào mà có một cái phong cách nó không hẳn là ồn ào đó, nó không phải là một cái gì giống như kiểu những chai mà của Paco Rabanne và Jean-Paul Gaultier, thì không phải, mà đây đó là một quý ông lịch lãm đó, một dạng kiểu như là dân văn phòng hay một cái gì đấy, thì thiếu mất mùi hương của Prada L'Homme Intense sẽ là một thiếu sót rất là lớn. Do vậy nếu như mà chúng ta có thể thì hãy cố gắng đi tìm chai nước hoa này ở vị trí đầu tiên, L'Homme Intense. Chai nước hoa thứ hai đó là một sản phẩm của nhà Salvatore Ferragamo và nó có tên là Uomo Signature. Mình không có chai full. Đói. Mùi hương của chai nước hoa này đó là một sự kết hợp của gia thuộc, của cà phê và một chút ngọt, rất 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 thích hợp sử dụng vào mùa đông, với một cái mức giá ở mức vừa vặn, cũng không quá đắt, không quá rẻ, ở mức gọi là dễ chịu cho tất cả mọi người nếu như muốn tìm một mùi hương của mùa đông, của mùa lạnh đó, một cái gì đấy nó không quá ngọt, một cái gì đấy nó cũng vẫn có cái chất nam tính, thì Salvatore Ferragamo Uomo Signature là sẽ là một cái mùi hương như thế. Hiện nay trên trang chủ của hãng thì sản phẩm này đã bị báo là bán hết rồi, thì mình không biết là thực ra mà nói thì rất ít cái cơ hội là nó sẽ quay trở lại. Thông thường trên trang web của hãng mà đã báo hết là thường là sẽ bay màu. Do vậy nếu như anh em nào mà đã tìm hiểu hoặc là mua chai trước một chai này, hoặc là đang dùng ấy mà chúng ta là thấy rất là thích, thì cũng nên lựa để tìm mua backup, hoặc là nên mua, bởi vì mình nghĩ rằng nó sẽ rất nhanh thôi là không còn hàng nữa đó. Salvatore Ferragamo Uomo Signature. Thứ ba đó là một sản phẩm của nhà Victor & Robert và nó có tên Spice Bomb Oil Extreme. Đây là một phiên bản nâng cấp tiếp theo của phiên bản Spice Bomb, nhưng cái mùi hương nó đậm đà hơn, nó sâu lắng hơn và nó có cái sự trưởng thành hơn.
Nếu như so sánh ở phiên bản Spice Bomb, nó là một cái mùi tiêu của một cái gì đấy nó tuổi trẻ, của một cái gì đó năng động, thì Spice Bomb Ice Cream nó già dặn hơn, nó trưởng thành hơn. Do vậy nếu như mà ví dụ như các anh em nào mà chỉ cần ví dụ cần một hai mùi hương để mà ví dụ như mấy năm này mình sẽ dùng một chai, mấy năm sau mình sẽ dùng một chai kiểu như thế, thì mình nghĩ rằng Spice Bomb và Spice Bomb Oil Stream nó nói lên rất là rõ cái sự phát triển, một cái lộ trình phát triển của bản thân mỗi chúng ta đó. Ví dụ như là xài một chai 100ml thì cho Spice Bomb đi, tầm từ khoảng tầm từ 22 đến 24-25, lúc đấy chúng ta trưởng thành rồi, chúng ta già dặn rồi, thì Spice Bomb Oil Stream sẽ là cái mùi hương tiếp theo dành cho các anh em. Tuy nhiên hiện nay thì chai nước hoa này khả năng cao là đã bị ngừng sản xuất đó, thì anh em cố gắng bằng mình không biết các anh em sẽ check như thế nào, thế nhưng hãy cố gắng sở hữu chai nước hoa này, một trong những best choice sử dụng trong mùa đông đó, Oil Stream Spice Bomb. Chai nước hoa thứ tư đó là một sản phẩm của nhà Versace và nó có tên là Eau Noir. Mình không có chai full ở đây. Khác với Pure Homme, khác với Eros, theo một cái tông mùi nó khá là nịnh mũi, nó khá là dễ ngửi, thì Eau Noir nó lại theo một phong cách của phương Đông với của trầm của nghệ Tây, tạo nên một cái tông mùi nói chung là không dễ dàng cho mọi người nếu như ngửi lần đầu đó. Đặc biệt rất là thích hợp với các anh em nào có một phong cách trầm và điềm đạm kiểu ít nói ấy. Đó thì chúng ta thường không có một cái xu hướng thích những cái mùi hương nó quá là nói thế nào nhỉ, nó không quá là mời chào, nó không quá là khuếch trương ra đó, mà các anh em thích những cái mùi hương nó có một cái chiều sâu. Bởi vì chúng ta ít nói mà, chúng ta thường không quá thích thể hiện bản thân mình, thì mùi hương của Eau Noir nó rất là thích hợp đó. Rất là đặc biệt là sử dụng trong mùa lạnh thì khá là ok, mặc một cái áo sơ mi màu đen hoặc một cái tông màu trầm gì đấy, khoác một cái áo măng tô đen, và chúng ta thích một cái mùi hương mà nó có một cái chiều sâu, thì sản phẩm của nhà Versace rất là thích hợp. Tuy nhiên hiện nay thì trên trang web của hãng này thì sản phẩm này đã không còn đó, thì các anh em nên lựa. Nếu như chúng ta cứ nghĩ là chúng ta ưa thích những cái tông mùi gam màu phương Đông, trầm nghệ Tây hoặc nhang đó, và thêm nữa là một cái mức giá ở mức dễ chịu, một cái mùi hương ít nhất là cũng rất là, không thể nói là rất là cao cấp, thế nhưng là cũng rất là chất lượng so với cái mức giá mà chúng ta sẽ bỏ ra để sở hữu, thì cũng nên cân nhắc để tìm kiếm sản phẩm này đó. Chai nước hoa thứ tư Versace Eau Noir. Chai nước hoa thứ năm đó là một sản phẩm của nhà Narciso Rodriguez và nó có tên là For Him. Đây là bản đầu tiên của dòng này, và sau đó là có Blue Noir, và mình nhớ là mới đây thì có Blue Noir Extreme. Với chai nước hoa này thì mình tin rằng 99.99% là đã bị ngưng sản xuất, bởi vì hiện nay trên web đã hoàn toàn bay màu chai nước hoa này, và mình không thấy là mấy năm nay mình không thấy có quá nhiều hàng. Đây là một mùi hương rất là thích hợp cho rất là hợp cho các anh em nào thích tông mùi xạ đó, bởi vì chủ đạo mùi hương của em này là mùi xạ. Như mình vẫn nói thì nó có một cái gì đấy nó giống như kiểu khi mà chúng ta đi trên một con đường mà nó hơi ẩm ướt, nó có một cái độ ẩm ướt và nó có cái rêu phong, nó có cái mùi của đất, của mưa phùn đã khá một cái gì đấy, thì chai nước hoa này nó làm mình liên tưởng đến cái cảm giác đấy. Mình nhớ có một lần là khi mình làm video riêng về chai nước hoa này thì đã có một bạn đã comment là khi một cái thời điểm nó mới ra mắt khoảng được sau khoảng 1-2 năm ấy, thì ở Pháp người ta rất rất chuộng mùi hương của Narciso For Him đó. Thì anh em nào ưa thích một phong cách chắc là có một cái gì đấy nó hơi lãng mạn, nó có hơi một cái gì đấy nó hơi có bay bổng một chút, mình không biết, thế nhưng nếu như chúng ta ưa thích mùi xạ, Narciso For Him, hãy cố quyết tâm đó. Chai nước hoa thứ năm, chai nước hoa cuối cùng mình muốn nói đến đây, Guerlain L'Homme Idea EDP. Mình đã nói rất là nhiều lần về mùi hương của chai nước hoa này rồi, cho nên video này mình sẽ không phải nói lại nữa. Tuy nhiên, một câu ngắn gọn rằng nó xứng đáng đến từng xu mà chúng ta sẽ bỏ ra để sở hữu nó. Cho nên cố gắng thôi, biết làm sao được. Đồ ngon, mùi ngon hoặc bất kỳ một cái gì đấy mà có giá trị thì dễ dàng quá, chúng ta lại nghĩ rằng nó đơn giản. Cho nên là cái việc của chúng ta phải mất nhiều công sức hơn, chúng ta phải đi tìm nhiều hơn là cái chuyện hết sức bình thường. Do vậy, chai nước hoa thứ 6, Guerlain L'Homme Idea EDP.
mà mình muốn nói ở đây. Thì vừa xong mình vừa chia sẻ đến các anh em 6 chai nước hoa mà chúng ta nếu như thích một trong 6 sản phẩm này, hãy bằng mọi cách, hãy bằng mọi giá để tìm, để sở hữu nó, bởi vì sẽ gần thôi, sẽ sớm thôi, nó sẽ hoàn toàn bay màu. Thì video của mình đến đây là hết. Rất hy vọng các bạn cảm thấy thích video này, hãy like và share nếu như mọi người cảm thấy video có giá trị, và đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.